Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của tiếng Việt. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Siêu bão số 2 tàn phá Trung Quốc và đánh 3 tàu chiến cỡ lớn của Bắc Kinh ở đảo Hải Nam. Siêu bão số 2 của Trung Quốc đã đi vào tỉnh Phúc Kiến và tàn phá khu vực này rất kinh hoàng, khi hàng trăm ngôi nhà bị sụp đổ, hàng ngàn mái nhà bị thổi bay và hàng vạn hecta hoa màu còn đang ngập chìm trong biển nước. Nhưng không ai biết rằng trước khi nó đi vào tỉnh Phúc Kiến thì siêu bão số 2 đã càn quét đảo Hải Nam của Trung Quốc, làm thiệt hại rất nhiều từ đường xá, cầu cống cho tới điện lưới trên đảo, khiến lưới điện ở trên đảo bị gián đoạn 3 ngày liền. Bên cạnh đó, siêu bão số 2 tạo ra những cơn sóng thần khổng lồ cao gần 30 mét. Bởi vậy, nó đã đánh chìm 3 tàu hải cảnh của Trung Quốc đang neo đậu tại cảng quân sự của Bắc Kinh ở đảo Hải Nam. Được biết, 3 tàu này chính là 3 con tàu đã hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc xâm phạm vào vùng biển Đông của Việt Nam trong những tháng trước đây. Nó là 3 trong tổng số 58 con tàu hải cảnh của quân khu miền Nam Trung Quốc, có nhiệm vụ chính là chuyên đi ăn cướp và xâm lăng vùng biển của Việt Nam và Philippines. Bên cạnh đó, nó còn có nhiệm vụ và trách nhiệm được ông Tập giao cho là đâm va các tàu công vụ và tàu cá Việt Nam cũng như của Philippines, hoặc phun vòi rồng làm vỡ kính các con tàu công vụ của chúng ta, nhằm làm chúng ta lùi bước để chúng dễ bề cướp biển đảo hơn. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. So với các tàu của Việt Nam, Philippines thì các tàu hải cảnh của Bắc Kinh to lớn hơn, nhưng khi so với những con sóng khổng lồ cao hàng chục mét, những con tàu này của ông Tập quái bé nhỏ. Trong những tuần gần đây, khi lưu vực sông Vương Tường gặp lụt sau trận mưa xối xả với lượng mưa cao nhất trong nhiều thập kỷ, lũ lụt chưa từng thấy xảy ra. Theo một số con sông dẫn vào hồ Bùi Hương, đập mực nước dâng cao cho thấy tình hình nói chung là nghiệt ngã. Kể từ đầu tháng trước, 126 con sông chủ yếu phân bổ các khu vực lưu vực sông Vương Tử và hồ Thái Hồ vượt mức cảnh báo. Nhiều tuần mưa xối xả đã làm vỡ nhiều đê kè của các con sông và hồ ở Giang Tây, dẫn tới lũ lụt quy mô chưa từng thấy trước đây của tỉnh, có thể nói còn dữ dội hơn cả mùa hè năm ngoái. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và hạn hán cấp tỉnh cho biết 439 km trong tổng số 445 km bờ kè ven sông và ven hồ trong tỉnh đã vượt qua giới hạn cảnh báo. Tại huyện Bài Hương nằm cạnh hồ Bà Dương đã có ít nhất 4 đoạn đê bị vỡ. Lũ lụt kể từ đầu năm cho đến nay đã làm gián đoạn cuộc sống của hơn 1,5 triệu người dân trong tỉnh đang cần khẩn cấp hỗ trợ sinh hoạt. Lũ lụt cũng đã làm hư hại 10.700 ha hoa màu và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 7,13 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1,3 tỷ đô la Mỹ cho tỉnh Giang Tây. Vừa qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio đã bày tỏ tình đoàn kết với Trung Quốc trong cuộc chiến chống lũ lụt. Ông tổng thư ký này đã chuyển lời thông qua đại sứ quán Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc là Phan Chun, bày tỏ cảm thông sâu sắc với gia đình bị ảnh hưởng, với nhân dân và chính phủ Trung Quốc về những hậu quả tàn khốc của lũ lụt cũng như thiệt hại về người và của. Theo thông tin từ Cục Thủy tượng Thủy văn Trung Quốc dự báo, mưa lũ sẽ kéo dài tới miền Bắc và miền Nam Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm trong lũ lụt. Đã có 18 triệu dân phải khốn khổ, hơn 140 người chết, chưa kể mất tích trong lúc mực nước sông Vương Tử tiếp tục dâng cao. Và nhân dân Nhật báo đưa tin, giới chức Trung Quốc cảnh báo mưa lũ sẽ kéo dài đến các khu vực phía Bắc và tại Bắc Kinh sau khi gây thiệt hại nghiêm trọng ở miền Nam. Lũ lớn có thể xảy ra ở lưu vực sông Tùng Hoa, sông Hải Hà, Liêu Hà, Hoài Hà và khu vực trung lưu sông Hoàng Hà miền Bắc Trung Quốc. Trong khi đó, Tân Hoa Xã cho hay Trung Quốc đang trải qua đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất ở khu vực hồ Bài Hương thuộc huyện Giang Tây, do mực nước tại hồ chứa nước ngọt lớn nhất Trung Quốc này vẫn ở trên mức báo động. Trong bối cảnh đó, những cơn mưa xối xả vẫn tiếp tục gây lũ lụt trên khu vực sông Dương Tử. Mực nước tại trạm thủy văn Lưu Sơn của hồ đã tăng lên 23,6 m vào lúc 10 giờ ngày hôm qua và vỡ kỷ lục 21,51 m vào năm 1998 và 20,9 m vào năm 2020, cao hơn mức báo động là 1,9 m. Tỉnh Giang Tây với dân số là 46.000 người là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do mực nước của sông Dương Tử tiếp tục tăng. Các con sông ở khu vực Vũ Hán chìm ngập trong biển nước trong nhiều ngày và tới ngày hôm nay mực nước đã vượt quá mức cao nhất kể từ năm 1931. Mực nước của Hán Khẩu là 27,45 m, vượt mức cảnh báo là 1,1 m và cách mực nước an toàn 28,73 m chỉ có 1,3 m. Dòng sông ở Nghi Xương đã bị trận lụt nhấn chìm và chỉ có thể nhìn thấy phần đỉnh. Đoạn video được cư dân mạng chia sẻ cho thấy mặt nước của sông Vương Tử ở Vũ Hán, Hán Khẩu hiện cao hơn đáng kể so với mặt đường sông Vương Tử. Và sông Vương Tử bây giờ đã trở thành một dòng sông lơ lửng ở Vũ Hán. Do đập Tam Hiệp liên tiếp nhiều ngày xả lũ đã khiến lũ lụt của toàn bộ lưu vực sông Vương Tử trở nên trầm trọng hơn. Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, mực nước trong hồ chứa Tam Hiệp vượt quá giới hạn 2 m, đã tới 1,47 m vào ngày hôm nay. Đập Tam Hiệp lần đầu xả lũ trong năm nay, Tổng cục Quản lý Phòng chống lũ lụt Dương Tử đã yêu cầu giảm lưu lượng xả lũ của hồ xuống trung bình là 35.000 m³ mỗi ngày. Nhưng vào lúc 10 giờ ngày hôm qua, lưu lượng nước đổ vào hồ chứa Tam Hiệp từ 50.000 m³ trên giây tăng lên 63.000 m³ mỗi giây vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Mặc dù khu vực hồ chứa Tam Hiệp đã toàn lực xả lũ nhưng mực nước vẫn tăng vọt. Hôm nay, Trung Quốc đã tiếp tục đón nhận một trận sóng thần ập vào bờ biển phía đông bắc Trung Quốc sau cơn địa chấn mạnh 8,9 độ Richter. Động đất xảy ra vào lúc 14 giờ 46 chiều nay theo giờ địa phương ở độ sâu 10 km, cách Bắc Kinh 1382 km về phía đông bắc. Cơ quan khảo sát địa chất Trung Quốc cho biết và thêm động đất mạnh 8,9 độ Richter. Thứ sáu, tin bắn ra khỏi đồng đực. Chưa bao giờ cảm giác động đất như lần này, Phạm Hồng Long, nghiên cứu sinh Việt lên mạng xã hội Facebook
Cả tòa nhà nghiên cứu 5 tầng của bọn mình rung lắc kêu răng rắc theo AFP cho hay, động đất hôm nay kéo theo những đợt sóng thần cao 4m vào bờ biển đông bắc Trung Quốc. Tại cảng Tensai, tỉnh Miyagi, sóng thần có lên cao tới 10m. Truyền hình Nhật phát đi cảnh tượng hàng chục xe hơi, tàu thuyền, thậm chí các tòa nhà bị nước cuốn trôi. Một con tàu lớn bị hất tung lên đê chắn sóng ở thành phố Kechanduna, tỉnh Miyagi. Ít nhất 10 vụ hỏa hoạn được ghi nhận ở Bắc Kinh. AFP đưa tin, nhiều tòa nhà rung chuyển trong vài phút, hệ thống tàu điện ngầm ngừng hoạt động. Tiếng xe còi hú khắp nơi, còn dân chúng sơ tán khỏi các tòa nhà. Chưa bao giờ thấy trận động đất lớn như vậy. Trên tầng 9 rung lắc dữ dội, đồ đạc đổ khắp nơi, máy tính sập xuống bàn, cốc nước cũng lăn. Một nghiên cứu sinh người Việt ở Trung Quốc kể, tất cả mọi người chui hết xuống gầm bàn, mặt mũi tái mét. Mấy người Trung Quốc bảo chưa bao giờ thấy trận lớn như thế này. Trước đó, Trung Quốc đưa ra cảnh báo sóng thần ở mức cao nhất, cho rằng sóng có thể cao tới 6m. Cơ quan cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cũng phát cảnh báo đối với toàn các vùng lãnh thổ như Đài Loan, Nga, quần đảo Mariana, Guam, Philippines, quần đảo Marshall, Indonesia, Papua New Guinea, Nauru, Micronesia và Hawaii. Lần cuối cùng của trận động đất dữ dội xảy ra ở Trung Quốc là vào năm 1976, khi con địa chấn vĩ đại cướp đi sinh mạng của 700.000 người. Vào năm 2008, một trận động đất chấn động thế giới đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Điều đặc biệt là trước khi trận động đất diễn ra đã có một loạt các hiện tượng xuất hiện khắp nơi ở Trung Quốc. Vào lúc 2 giờ 28 phút chiều ngày 12 tháng 5 2008, một trận động đất khủng khiếp đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tính đến 12 giờ ngày 18 tháng 9 2008, trận động đất đã khiến tổng cộng 69.227 người chết, 374.643 người bị thương và 17.923 người mất tích. Theo dữ liệu từ Cục Địa chấn Trung Quốc, cường độ sóng bề mặt của trận động đất này đạt mức 8,2 độ Richter, moment địa chấn đạt tới 8,3 độ Richter và diện tích thiệt hại vượt quá 100.000 km2. Trận động đất ảnh hưởng đến hơn một nửa Trung Quốc cùng nhiều quốc gia và khu vực châu Á. Phía bắc của động đất Tứ Xuyên ảnh hưởng đến tỉnh Liêu Ninh, phía đông ảnh hưởng đến Thượng Hải, phía nam đến Hồng Kông, Quảng Đông, Macau, Thái Lan, Việt Nam và phía tây ảnh hưởng đến Pakistan. Trên thực tế, trước mỗi thảm họa tự nhiên lớn sẽ xuất hiện một số dị tượng và trận động đất ở Tứ Xuyên không ngoại lệ. Dưới đây là 6 dị tượng xuất hiện trước khi xảy ra trận động đất ở Tứ Xuyên. Tuyết rơi tháng 5 vào tối ngày 9 và ngày 10 tháng 5 2008. Sáng và chiều ngày 11 tháng 10 tháng 5 2008 có 4 đợt tuyết rơi liên tiếp ở khu vực núi Vũ Đài. Đỉnh núi được phủ lớp tuyết trắng tinh. Người dân đã rất kinh ngạc khi thấy cảnh tượng tuyết rơi lên núi Vũ Đài vào thời điểm này. Vào rạng sáng ngày 11 tháng 5, công viên rừng Dã Tam Pha Bách Thả Bạc, một danh lam thắng cảnh trọng điểm quốc gia nằm ở huyện Lai Tịnh, tỉnh Hà Bắc, cũng xuất hiện trên bão tuyết tháng 5 hiếm gặp. Toàn bộ công viên được bao phủ bởi tuyết trắng xóa cùng mặt trời. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 10 tháng 5, cảnh tượng quầng sáng mặt trời xuất hiện trên khu vực bãi biển sông Hoàng Hà, Mạnh Châu, Hà Nam, kéo dài đến khoảng 11 giờ 30 phút mới tản đi. Quầng mặt trời còn được gọi là cầu vòng tròn, là một hiện tượng quang học trong khí quyển được hình thành do sự khúc xạ hoặc phản xạ của các tinh thể băng khi ánh sáng mặt trời xuyên qua các đám mây cirrus stratus, mây ti tầng. Sau khi ánh sáng chiếu vào các tinh thể, sau khi ánh sáng đi qua đám mây ti tầng, nó trải qua hai lần khúc xạ bị phân tán thành các màu sắc ánh sáng khác nhau theo các hướng khác nhau. Nước ao cạn chỉ trong nháy mắt. Vào ngày 26 tháng 4, khoảng 80.000 mét khối nước đột nhiên biến mất ở Quan Âm Đường và thôn Bá, xã Bạch Quả, thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Dân làng cho biết thông thường mực nước ao ngang với mặt đất, nước trong xanh và không cạn quanh năm. Nhưng vào lúc 7 giờ sáng hôm đó, một cơn lốc bất ngờ xuất hiện trên mặt nước phẳng lặng, kèm theo tiếng nổ gian. Sau đó không tới 5 tiếng đồng hồ, ao nước trong vắt biến mất chỉ còn lại bùn. Cóc băng qua đường phố từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 5 2008, một cuộc di cư của cóc trên quy mô lớn đã xảy ra ở làng Đàn Bộc, thị trấn Tây Nam, thành phố Biên Trúc, cách Tiền Xuyên không xa. Hàng trăm ngàn con cóc lũ lượt nhảy trên một con đường ở gần nhà máy dược phẩm. Nhiều con đã bị xe cộ qua lại nghiền nát, một số thì bị người đi bộ trên đường dẫm chết. Một lượng lớn cóc xuất hiện đã khiến dân làng nghĩ đây là một điểm xấu. Vào ngày 10 tháng 5, cách đó ngàn dặm trên vỉa hè đầu Đông Phong và đường Đông Phong, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, cũng xuất hiện dị tượng hàng ngàn con cóc kết thành đàn băng ngang qua con đường. Tại bàng kết thành đàn, khoảng 2 giờ chiều vào ngày xảy ra trận động đất, một số dân làng đã hò hét gọi nhau ra ngoài xem lại đại bàng. Rất nhiều dân làng đã vội vã bỏ chạy. Lúc này trên không trung xuất hiện dày đặc đại bàng. Khi mọi người đang nhao nhao bàn luận về đại bàng thì núi đột nhiên gầm gừ vang dội và họ bắt đầu đứng không vững, giống như đang dẫm lên bông. Những ngôi nhà lần lượt sụp đổ, dân làng hoảng loạn, nhiều người khóc lên vì sợ hãi. Sau khi động đất đi qua, một số dân làng nói rằng thật may mắn lúc đó cả gia đình đều ra ngoài để xem đại bàng, nếu không cả nhà đều đã gặp nạn rồi. Lợn không vào chuồng, vào ngày động đất Tứ Xuyên có một người nông dân đuổi lợn vào chuồng thì có đuổi thế nào chúng không vào. Bình thường chúng tôi rất nghe lời, những con lợn đều chạy ngược lại bắt buộc người nông dân phải đuổi theo sau chúng. Đúng lúc này động đất xảy ra, do đó người nông dân đã thoát khỏi thảm họa. Các chuyên gia địa chấn cho biết khi một trận động đất sắp xảy ra thì trường ứng xuất hiện trong khu vực sẽ có biến động đất rất nhạy cảm với những thay đổi này. Vì vậy, chúng sẽ thể hiện một số hành động bất thường và chính những hành động bất thường này cuối cùng đã cứu được rất nhiều người. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết, những nội dung nổi bật trong ngày của Thiên Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!